Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft, nhưng cái đe bây giờ sẽ trở thành một cái đe siêu mạnh và nó có rất nhiều những cái tác dụng khác nhau. Hãy cùng xem đến hết video để có thể biết được cái đe có thể làm được những gì. Nhân tiện chúng ta đang rất gần đến với 900.000 người đăng ký rồi, nên nếu các bạn nào thích những video của mình và là fan của Sinh Tố, hãy ấn cho mình vào cái nút đăng ký vì nó hoàn toàn miễn phí, và YouTube thỉnh thoảng vẫn hay bị lỗi hủy đăng ký, nên nếu các bạn nào đã đăng ký rồi thì vẫn có thể kéo xuống dưới kiểm tra xem các bạn đã ấn nút đăng ký chưa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ chúc các bạn xem video vui vẻ. Trước mặt mình đây là sa mạc và mình đang ở cái nơi khác là hoang mạc nữa, nên là mình nghĩ xung quanh đây sẽ có cái làng. Hôm nay chúng ta sẽ tạo ra rất là nhiều cái end view đấy, à không, chỉ cần một cái thôi, nhưng mà chúng ta sẽ cần rất là nhiều sắt. Trong video ngày hôm nay thì sắt có thể làm được khá là nhiều thứ, nó sẽ giúp chúng ta trở nên bá đạo, đặc biệt là cái đe. Trước giờ các bạn có thể biết được là cái đe có thể giúp cho chúng ta nâng cấp đồ, đổi tên, nhưng mà hôm nay cái đe sẽ xịn hơn như thế nữa. Cái đe của ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta trở nên rất bá đạo. Xem đến hết video đi rồi các bạn sẽ biết được cái đe của ngày hôm nay sẽ như thế nào. Ok, và bây giờ mình làm đủ dụng cụ bằng đá rồi này, mình hy vọng là trong đây sẽ có dân làng. Và hiện tiện đang phiên bản 1.17 có rất là nhiều bạn muốn mình chơi phiên bản này, nên là tại sao không, đúng không nhỉ? Cái sa mạc này sao nó cảm giác nó ngắn quá vậy ta? Thế này sao mà có dân làng? Chúng ta thấy dân làng rồi, let's go. Ấy, đây luôn rồi, mình có cái đá lửa rồi. Đi qua dân làng thôi. Đồ ăn của chúng ta đang chờ đó. Và đúng rồi, hôm nay còn có Iron Golem nữa. Mình không cần phải tạo ra cái xô nước sớm nhất, chúng ta có thể tạo ra cái cúp sắt. Vậy ra đi đào thêm sắt mọi người ạ. Uầy, cái làng này có hai cái nhà vậy. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Hai nhà và ba người, hai giường ngủ mà có ba người ở đây. Đùa à? Oh no. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy giờ? Uầy, từ từ. Mình vừa mới làm sai cái đoạn này. Đây, em ta không nên chết ở đó. Ok, chúng ta có 3 cục sắt, chúng ta vừa đủ để làm cái cúp sắt luôn. Và chúng ta không có đồ ăn. Đây là cái làng đen đủi nhất mà mình từng vào luôn đó mọi người à. Xin lỗi nha. Rồi, nướng cái đống thịt mà mình vừa mới làm được. Nhanh đi, để mình còn đi vô hang nữa. Ôi, cái cục than này nhìn lạ quá. Rồi, sau khi mình đã có đầy đủ thịt rồi, mình sẽ làm thêm cái lò nữa để chúng ta có thể nung sắt. Đi xuống dưới cái hang luôn nào. Ui, ở đây có cái đường hang đi xuống khá là sâu. Và chúng ta có sắt ở dây nữa. Tuyệt vời, có rất là nhiều sắt ở dưới đây luôn. Bởi vì trong cái thử thách lần này mình có cài thêm một cái thứ khá là thú vị để chúng ta có thể tìm sắt nhanh hơn mà không cần phải đào quá nhiều sắt. Và nó sẽ có cấp độ, nó có 5 cấp độ. Nhưng mà chúng ta sẽ làm những cái cấp độ nhỏ nhất. Ok, bây giờ mình sẽ đi lên để chúng ta có thể lấy được một ít mía cái đã, để chúng ta có thể làm ra cuốn sách. Ui, đây rồi, nguyên một cái đống mía này luôn. Mình sẽ lấy hết. Không, hình như cái đống mía này còn được thêm màu xanh hơn nữa mọi người. 37 cục sugar cane, chúng ta đã đủ rồi. Chúng ta đi xuống lại cái hang này. Có sắt ở dưới đây, nhưng mà đây là cái hang cục. Không sao cả. Mình nghĩ là chúng ta sẽ đào thẳng một cái đường xuống đây là được. Đánh vào may mắn đi mọi người. Mình là một người thích chơi hệ may mắn nên là xuống đây luôn. Thấy chưa? Người chơi hệ may mắn mà. Và đây là lapis. Ui, chúng ta xuống cái đá này rồi nè. Đây lần thứ hai mình thấy cái đá này, nhưng mà lần đầu tiên mình đào dưới đây đấy. Chúng ta có thêm vàng cũng được. Chúng ta cần lapis này, đúng rồi, chúng ta cần lapis nữa và thật nhiều sắt. 31 cục sắt để có thể làm được cái đe thì phải, nếu mình nhớ không lầm. 27 cục sắt để làm ra 3 block sắt này, 4 cái cục sắt bình thường để làm thêm cái đe. Mình sẽ đi xuống dưới đây thử nha. Mình thấy ở đây có kim cương ở đây à. Mình cần kim cương để làm cái bàn chế tạo, nhưng mà dùng để làm gì thì mình sẽ để ở đây một tí. Từ từ chúng ta sẽ đụng tới đống kim cương đó. Mình sẽ lấy cho đủ cục sắt trước cái đã, và chúng ta sẽ nung sắt lên. Mình thấy con creeper, đi ra. Ui, mình không muốn chết ở đây cho lắm. Cảm ơn, nhưng mà có thêm nhiều con creeper trong đây nữa. Mặc dù chúng ta đã đủ cho cái đe rồi, chúng ta vẫn cần lấy thêm sắt. Các bạn sẽ không tin được lúc mình mở cái đe ra đâu, bởi vì nó sẽ hoàn toàn khác biệt với cái đe bình thường đấy. Chắc là mình sẽ làm thêm vài cái lò nữa. Trong lúc chờ cái đống này mình sẽ coi thử coi mình có bao nhiêu viên. Ui, mình đào viên kim cương rồi. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên. 4 viên thì mình chỉ đủ làm cho mình cái bàn đánh chán thôi. Thôi cũng được vậy. Và mình có 16 cục này, 39 cục rồi. Bây giờ mình có thể làm được cái đe rồi nè mọi người. Mình có 3 cái đây, để ở đây. Cái này sẽ là cái thay đổi cả thế giới trong ngày hôm nay. Ok, các bạn hãy chú ý. Boom. Và các bạn thấy gì không? Overpower anvil. Cái anvil siêu mạnh. Và chúng ta cần level để có thể nâng cấp lên từng cái, để có thể đạt đến cái mức cuối cùng là level 5. Enchant table, chúng ta rất cần cái này. Để nâng cấp một level chúng ta cần 64 cái iron nugget. Iron nugget thì các bạn có thể đổi ra từ cái này. Chúng ta có 64 cái iron nugget này. Boom, chúng ta đã có thể lấy được cái enchant table. Maximize the enchant level for the item. Có nghĩa là khi các bạn enchant một món nào đó, đó. Ví dụ nó là sắc nét 1 thì nó sẽ nâng lên sắc nét 5, có nghĩa là maximum của cái bình thường. Vậy chúng ta có kim cương ở đây, tại sao không? Boom 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 boom. Đây có 4 viên kim cương rồi. 4 viên kim cương thì làm sao để làm cái bàn ra đây? Mình sẽ tìm thêm kim cương bằng cách lấy cái xô cái đã để coi coi. Level 2 ta sẽ cần 64 iron ingot, có nghĩa là 64 cục iron thường. Nó sẽ tốn chúng ta rất nhiều thời gian. Nhưng không, các bạn có nhớ ở đầu video mình đã nói các bạn cái gì không? Đây là thứ mà mình sẽ chế tạo cho các bạn coi, nhưng trước tiên mình cần phải làm lại cây cúp bằng sắt. Các bạn hãy lấy sugar cane ở đây, ta sẽ có 3 cái paper và để cái cục sắt lên chúng ta sẽ được cái enchant. Mục tiêu 1 thôi, mình sẽ lấy thi phạm cho các bạn xem. Vậy mình sẽ lấy để cúp sắt ở đây, cái cục này ở đây, apply boom, chúng ta không mất level và nó được tiêu 1. Thì cái tiêu 1 có nghĩa là khi các bạn đặt bất kỳ block nào ra thì nó sẽ cho các bạn một cục nước kiệt, một cái hạt nhỏ. Ủa, skeleton. Ồ, chúng ta có cung nữa. Cái cung này cũng có thể sử dụng. Mình sẽ giữ lại cái cung này nha. Đấy, các bạn đặt bất kỳ block nào nó sẽ được một cục nước kiệt. Nhưng không, để có thể làm được tiện hơn chúng ta cần một block iron và mình sẽ tiếp tục lấy tiếp 3 cái cục sắt ra để cái block iron lên đây. Chúng ta được steel 2. Mình sẽ để tiếp tục cái này vào đây. Boom, apply. Nó sẽ được steel 2 và để coi coi. Nó rớt chúng ta ít nhất là khoảng 2 cục hả? 2 cục nước kiệt. Quá là yếu luôn. Nhưng không sao, có công mài sắt thì có ngày nên kim. Mình sẽ sử dụng cái này đến khi bể cái cúp này luôn để chúng ta có thể tìm được nhiều iron nước kiệt nhất có thể. Và chúng ta sẽ làm steel 3 và steel 3 các bạn sẽ cần một cái bàn end view nữa. Oh my god, chúng ta tốn rất nhiều sắt cho cái video lần này, nên là hãy like video này nếu các bạn thích video này. Và hôm nay đã hư rồi. Để coi hôm nay có thể làm được bao nhiêu cục sắt nữa nhỉ. Ta không đủ làm sắt rồi. Có 13 cục sắt thôi. Chúng ta cần tìm thêm sắt. Có tiếng zombie, có tiếng skeleton bên này. Nó có thể là một cái hàng mới để chúng ta có thể tìm thêm đồ ở đây đấy. Ui, đào thế này mà ra kim cương thì ngon. Ui, ây da. Ui, what the. Nó phía trên. Tại sao mình lại không thấy nhỉ? Creeper, đi ra. Boom. Đầu rồi. Tại chúng ta lại tìm thêm một cái hồ nữa. Ở đây có xác, ở đây có kim cương không? Chúng ta tìm được thêm kim cương này. Yes, cuối cùng mình có thể làm được rồi. Đây là cái thứ mà mình muốn làm đây. Hãy cho mình thấy đi, mình có thể làm được cái gì nào. Bây giờ mình sẽ làm được một cái cúp bằng sắt. Khá là may mắn, đó là chúng ta có da bò ở đây và làm được một cuốn sách nữa. Các bạn biết mình định làm gì rồi đấy. Bàn enchant. Để làm bàn da chúng ta cần 4 cục obsidian. Bạn đã mất cục đầu tiên. Ok, 4 cục obsidian xong rồi. Vậy chúng ta sẽ làm cái bàn nâng cấp ở ngay đây. Boom, tuyệt vời. Với 13 cái lapis mình cầm vừa rồi thì chúng ta có thể chế tạo được cái gì đây. Nó là unbreaking 1 mọi người ạ. Nhưng mà chúng ta đã có bàn end view nâng siêu mạnh ở ngoài đây. Boom, apply efficiency 5. Let's go. Bây giờ đào hơi bị xịn nha. Uầy, ngon rồi nè. Nếu mà cái này mà mình có cái gia tài 5 ấy thì tuyệt vời. Nhưng mà những cái còn lại mình chưa nâng cấp. Đó là những cái mà mình rất không biết. Những cái này là cái gì? Cái tiếp theo là một cái cục hình comment block. Uầy, 64. Mình đào đâu ra đi ta? Có thể nào ở đâu đây chẳng hạn. Hy vọng ở đây có cho mình xô nước chẳng hạn. Mình thấy xô nước rồi. À không, mình thấy nước rồi. Đây rồi. Uầy, skeleton. Ok, khá là may mắn, đó là cái này mình có thể giữ lại được cái boom. Mình cảm giác creeper phiên bản này yếu vãi. Rồi, lấy hết lapis ở đây, vàng ở đây. Mình không biết lấy vàng để làm gì nhưng mà thôi cứ lấy vàng và sắt ở trên này. Chúng ta công kia cúp khá là xịn rồi. Boom, với vậy mình đã có 38 cục raw iron rồi mọi người ạ. Bây giờ chỉ cần nung lên là xong thôi. Uầy, coi cúp efficiency 5 đúng là xịn thật sự. Oh my god, có khá là nhiều con quái vật ở đây. Mày hả bưởi, con này nữa. Ok, rồi, chia bớt ra, nung lên. Đầu tiên mình cần 64 cục iron trước. Trong cái hang này sẽ có khá nhiều thứ cần phải khám phá tiếp nữa đấy. Mình tìm được thêm kim cương đây nữa. Uầy, được nha, 2 viên kim cương. Ta có được 4 viên kim cương này. Ê, mình có thể làm được cái kiếm. Chỉ có cái kiếm cho lúc này mới có thể nâng được sắc nét lên thôi. Chúng ta có 64 cục sắt rồi, nâng cấp thôi. Boom, add a random enchantment to the item. Mình có thể thử với cây này thử coi. Boom, uầy, boom. Ok, cái gì vậy? Mending 1. Còn gì không? Ok, Mending 1. Boom, efficiency 5. Cũng là Mending 1 nữa. Mình đã có thể hiểu được khá khá rồi đấy. Rồi, mình cần phải làm cho mình một cây kiếm nhanh lên trước khi tụi zombie giết được mình. Oh my god. Đây, kiếm của chúng ta. Bàn enchant. Boom. Chúng ta sử dụng the power trước và để đây. Knockback unbreaking. What the hell? Sắc nét 1. Boom, ngon. Với sắc nét 1 này mình có thể boom, sắc nét 5. Boom, unbreaking 1. Được thêm cái gì mới không? Unbreaking 2. Oh my god, Unbreaking 3. Oh my, holy shit. Cây kiếm của mình. Uầy. Ok, để mình chuyển qua tiếng Việt cho các bạn xem. Cây kiếm của mình. Uầy, nó chưa có tiếng Việt à. Ây da, hơi đen rồi. Nhưng mà boom, đấy. Mình có thể lên được sách nét 6 không? Thermite 3, Thermite 2. Oh my, nó là xịn vãi chưởng. Còn cái Slambo này là gì nữa? Ngon rồi nha. Ui, maximum chanh. Boom. Hợp lý luôn. Quay quay để thử một cái. Ủa gì nữa, còn cần cái gia tài. Có cái gia tài không? Gia tài. Mình cần một cái gia tài. Làm ơn cho mình một cái gia tài đi. Oh, fortune. Ok, maximum boom. Fortune 3. Let's go. Mình có thể đào khá là nhiều kim cương với cái fortune 3 này luôn đấy. Không đùa đâu. 3 block sắt này. Để thế này. Và mình sẽ làm một cái đe, 3 tờ giấy và một cái đe. Em sẽ được cái steel 3. Và để coi coi mình có thể làm được cái steel 3 gắn vô đây không. Boom. Ok, mình có cái steel 3 nữa. Steel 3 nó đang làm gì đây? Rất ra 3 cái nước kiệt. Ok, mình có thể đào rất là nhiều cái trong đây luôn. Chúng ta có unbreaking, đúng rồi. Ui, cái này mình có unbreaking thì ngon. Boom. Đây, unbreaking. Oh my god, không có unbreaking trong đây rồi. Mình không làm được cái unbreaking, nhưng mình có mending 1. Mình thể lấy kinh nghiệm từ than để mình có thể hồi lại cái cúp của mình. Cũng gọi là một ý hay. Và mình sẽ đào bất kỳ cái gì trên cái đống này, mình sẽ đào được cái nước kiệt và sẽ lấy cái nước kiệt đó để mà làm ra được rất nhiều sắt. Ui khoan, trước tiên mình muốn coi coi slabone level 3 nó sẽ cần cái gì. 15 iron block. 15 iron block luôn đó hả? Ok, cái lò này đây. Boom. Đây một cái. Ta làm cái lò đó luôn. Boom, lò luyện kim. Ngon. Có lò luyện kim rồi, nung sắt thứ thì dễ hơn. Và chúng ta cần 15 cục iron block. Mình lấy đủ 9 cái tác này thì mình sẽ có được đấy. Và đây đây đây, bỏ những cái đống thứ này vào đây. Cái cung power của mình, đúng rồi. Boom boom. Power 5. Trồng chết mày rồi con. Lúc này mà đi đào sắt là mới phê nè. Ok. Bây giờ em chỉ cần đào đá thôi, em sẽ ra được rất nhiều hạt sắt. Ui, nhờ cái fortune này mình đập cái này có thể ra được 2 cái nè mọi người. À, nó thay đổi ở phiên bản này. Thế thì chúng ta có thể kiếm được sắt và vàng rất là dễ hơn rồi đấy. Ồ hú, mình đào nãy giờ được một lúc rồi. Ui khoan, thử coi. Wow. Mình không biết tại sao mình bị phản lại lửa, nhưng mà cái kiếm này mạnh đấy. Rồi, để mình coi coi mình làm được bao nhiêu cục sắt rồi nhỉ. Mua 64 cục, thêm 17 cục nữa. Mình làm được 9 block sắt rồi, còn một tí nữa. Sao mình có cảm giác mình đánh bất kỳ con nào mình cũng sẽ bị cháy ấy nha. Ui, nó đúng luôn kìa. Gì vậy? Và boom, 14 cái rồi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tí nữa, một tí nữa. Đây, và 15 phôi sắt. Tốn thời gian qua luôn chứ. Sau đó nâng cấp. Boom, add enchantment level instead of upgrade them. Uầy, có nghĩa là sao nhỉ? Để mình sử dụng cái này coi mình đoán đúng không nha. Boom, boom. Lấy thật nhiều cái này luôn. Ok, boom. Đấy, lấy ra. Để đây. Vậy chúng ta có efficiency 5 fortune. Ok, skill test rất là bình thường. Và cái cúp này mình cũng sẽ làm y chang như vậy. Và em ta cũng có một cái cúp y chang. Và hãy để 2 cúp xung quanh ở đây. Và boom boom. Efficiency 10, fortune 6, mending. Oh my god, đây là kiếm xịn nhất từ trước đến giờ của mình. Nhưng mà cái kiếm này thì không sao. Chúng ta có khoảng 2 viên kim cương. Mình nghĩ mình muốn làm một cây kiếm mới. Và chúng ta sẽ chuẩn bị lên mặt đất nha mọi người. Boom, tờ mai 1. Ok, fire stack 1, Sacknet 1. Boom, Sacknet 5. Tuyệt vời. Khoan, nếu mà mình nâng cấp 2 cái này lại với nhau. Quay, Sacknet 5. Hả? Mình nhớ mình có 2 cái Sacknet 5 rồi mà. Oh no, Samite 5. Chúng ta vừa mất 2 viên kim cương để làm gì đấy? What the heck? Nhưng mà riêng cây cúp này thì lại quá xịn. Cái cúp này rất xịn như này. Nó đập block. Quay bằng cách nào? What the... Oh my god, làm sao có thể làm được vậy? Dạ, các bạn có thể thấy được là cái cúp này có thể đào một phát nó khoảng tầm 4 x 4 đấy. Wow, mình chưa biết là cái cúp này hiện tại bây giờ nó là như vậy thôi. Ôi, đó là đến một cái hang mới luôn này trời. Chúng ta có thể lên mặt đất rồi đó mọi người. Oh my god, mém chết rồi đấy. Thiệt luôn, sát bên. Mày ghen lắm rồi con. Mày hãy bưởi. Đi lên đi. Chúng ta sẽ vừa có đồ ăn, bởi vì mình đã có cách tìm được sắt rồi nên là chúng ta không cần phải dưới đây. Mình đã trên mặt đất để cho mọi thứ thuận tiện. Mình sẽ cần cái chỗ khá là nhiều gỗ. Và nhưng trước tiên mình sẽ cần giết mấy con này cái đã. Chỗ này khá là tốt đấy, nó ở gần cái nơi chúng ta spawn thôi. Mình sẽ qua đây. Vậy ở đây có rất là nhiều gỗ luôn, đúng theo tiêu chí của chúng ta. Mình sẽ làm cái rìu mới, làm 2 cái rương ở đây. Giấy vứt hết cái đống này vào. Chúng ta cũng không cần phải nung sắt nữa mọi người ạ. Tại sao chúng ta phải nung sắt? Chúng ta có thể tạo ra sắt. Một người chơi não to sẽ biết sử dụng cách này. Ok, mình sẽ lấy sắt ra. Mình sẽ cần 6 cái anvil. Nhưng mà trước khi làm được 6 cái anvil, mình cần 3 cái trước cái đã. Liệu nó có đủ hay không? Boom, vừa đủ. Đấy, 1, 2, 3. Boom, chúng ta sẽ làm lại cái đe và làm lại cuốn sách này, steel 3. Nhưng để được hơn, nó sẽ cần cuốc sắt. Mình sẽ nâng cấp cái cuốc sắt này ở trong đây nữa. Đầu tiên mình sẽ nâng cấp trước lên steel 3. Sau đó mình mới cho nó ngẫu nhiên. Giờ các bạn hãy nhìn đây, nhìn hiệu suất và unbreaking này. Thế là chúng ta sẽ có được những cái hạt sắt rất là dễ dàng. Bởi việc đập cái này không cần phải đập gỗ nữa. Ok, và bây giờ các bạn hãy chờ mình một xíu. Chúng ta sẽ đập hết những cái đá cây trong đây để chúng ta lấy được rất nhiều hạt sắt để làm được 6 cái anvil. Và mình đã lấy được 19 khối sắt rồi. Chúng ta có thể làm được 6 cái anvil với cách này. Boom. Các bạn sẽ không tin được đâu. Ui, đây là khoảnh khắc của chúng ta. Chúng ta cần giấy và 6 cái đe trong đây. Bỏ qua steel 4 đi, làm luôn steel 5. Cuốc sắt này á, thôi tạm thời vứt nha. Mình sẽ làm lại nguyên cái mới luôn. Đây, boom. Với cuốc sắt này chúng ta có thể nâng lên steel 5. Boop. Rồi, cho nó ngẫu nhiên cái nè. Ui, chết rồi, cái này có skill tết. Khoan, skill tết vẫn được. Ồ, hồn quá, skill tết vẫn được. Mém nữa là ngồi khóc ra tiếng luôn rồi đó trời. Mình cần efficiency, đúng rồi, efficiency đây rồi. Chúng ta có unbreaking không nhỉ? Oh my god, liệu chúng ta có thể nâng cấp hai cái này lại với nhau không? Ui, 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 hợp lý này. Boom, unbreaking 1, yes. Nó có cái unbreaking 1 là được rồi. Maximum, boom, unbreaking 3, full một cái mới luôn. Và để coi cái này rớt ra cho mình cái gì nhỉ? Nó rớt ra cho mình thẳng một cục sắt luôn. Ngon. Bạn hay đóng cây dưới đây không? Nhìn này, 3, 2, 1. Và chúng ta đã phá luôn cây cúp rồi. Và các bạn nhìn kho đồ mình, trời ơi, sắt là sắt. Chúng ta cần cái gì nhỉ? 30 cục iron. Để mình coi coi mình làm được bao nhiêu block này nhỉ. Ok, chúng ta làm được 64, 40 block. Đây cần 30 cái hả? Boom, tất nhiên là làm được rồi. Và cái cuối cùng là gì? 64 iron block. Quay, upgrade item to netherite. Quay, cút ra khỏi đây. Nếu mà nó upgrade tất cả những cái item của mình lên netherite hả? Oh my god. Huh? Oh, real netherite. Thuốc diêm netherite. Quay, mạnh vậy. Dạ, nhìn này. Boom, smite 1, sắc nét 1. Quay, cái reel này mạnh vậy. Hả? Cái reel này quá mạnh. Quay, ok, còn cái cuối cùng là gì nhỉ? Double all enchantment level on. Quay, đừng nói với mình là nó sẽ lên 10 đúng không? Wow! Ok, nó lên 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 5.120, 10.000, 20.000. Oh my god, reel của mình 4 triệu sức mạnh tấn công, 16.000 đam. Holy shit. Oh, sắc nét 16 triệu, 16.000 sức tấn công rồi. Oh my god, cái reel của mình là cái reel bá đạo nhất thế giới. Uầy, khoan, thấy còn cái này. Đừng đùa với mình là. Oh, 20 triệu. Đùa, cái reel này 20 triệu. Oh, đào nhanh quá đi. Trời ơi, các bạn không thấy chứ, nãy giờ mình đập từng block đó. Uầy, thấy còn cây cung của mình nữa. Để nâng cấp nó lên được cái vô hạn cái đã. Lần này thấy một hit con đồng. Ok, có vẻ khá là đầy đủ rồi đấy. Boom. Ok, power 5, double enchant, power 1 triệu. Oh, what the. Quay, tại sao mình tự chết được vậy? Cái này nó bị lời nguyền rồi. Oh my god, cây kiếm kim cương này mình không cần xài nữa. Chắc chắn là mình sẽ xài cái này. Cây cung này, nốt người thành công luôn có lối đi riêng. Mình cần làm cây cung mới. Chỉ có power và vô hạn thôi. Why? Tại sao mình vẫn tự bắn bản thân mình chết được vậy? Khoan, sẽ có cách chống lại chứ đúng không? Đúng rồi, đó chính là làm cho mình nguyên một bộ giáp sắt. Đây, và cái mũ này. Tất cả những cái này sẽ được nâng lên bảo vệ. Lý nha. Protection 1, ok. Unbreaking, thorn, rất cần thiết đấy. Boom. Rồi, với bảo vệ 1 triệu thì mình nghĩ mình sẽ làm được thôi. Thử coi nào. Mình vẫn chết. Biến ra khỏi đây đi. Boom, boom, boom. Yep, mình đã có được full đồ rồi. Và những cái này ít nhất là bảo vệ 1 triệu nha mọi người. Ở giáp của mình sẽ là bảo vệ 2 triệu. Không nói nhiều. Boom, xong. Yep, áo giáp bảo vệ 2 triệu. Sắc nét 16 triệu. Oh my god, cái video này thực sự khá là hài nồi. Rồi, chúng ta có thể đi xuống dưới địa ngục. Ở khoan, chúng ta có thể làm được full dụng cụ cái đã. Boom. Yep, bây giờ thì từ đồ cho đến quần cho đến dụng cụ mình đều full đồ netherite rồi. Rồi, mình sẽ đi xuống dưới hang bằng cách này thì nó có hơi dị quá không nhỉ? Ôi rồi các bạn nhìn mình đào này. Oh my god. Wow, lắc vai. Hướng bên này, đi qua bên này. Chúng ta cần cái đường mới. Ok, đi xuống. Đây rồi, hồ lava đây rồi. Chúng ta cần lấy đủ obsidian cái đã. Boom. Ok, đủ rồi. Game thật là dễ. Boom. Mình lấy đủ 20 obsidian rồi. 20 obsidian đủ làm cái cổng ở đấy. Đập một cái là ra rất là nhiều flint luôn. Mình sẽ làm cái cổng ở đây luôn vậy. Ok, đi vào thôi. Và wow, kêu giày đi hơi nhanh. Hên quá, có cái bảo vệ rồi. Không thôi là chết mất tiêu luôn á trời. Thôi là bảo vệ tới 1 triệu lần. Để đi qua bên đây cái đã. Kiểu này đi không ổn cho lắm. Ôi, mặc dù không chết được nhưng mà cũng nguy hiểm đấy. Cất đôi giày vô đi chứ. Bắn từ kia xuống đây luôn là cũng hơi mệt. Ok, được cái là chân đập thế này là mình phải đi qua bên kia luôn mọi người. Trời ơi, vàng. Wow, được nha. Với nguyên cái đống này mình đổi được khá là nhiều stack. Khoảng tầm 6 stack vàng. Tốt, nó có thể đi được rồi. Mình thấy Bastion đang đấy rồi. Khoan, trước tiên mấy cái này mình cần làm một cái quần vàng mình mặc cái đã. Rồi, The Fortress ở đây thì dễ rồi. Vô đánh một phát là con play ra một đống ấy à. À không, mình không có looting. Buồn. Hello, mình tới được rồi đây. Hello. Tap một cái. 2 cái. Ngon thế nhờ. Ui bên kia là Bastion. Ngon. Ủa tại sao mình phải ra Bastion nhỉ? À đúng rồi, ra Bastion cho có nhiều heo. Tại đồ mình mạnh rồi mà. Khá là hiếm đấy. Chiến lợi phẩm đầu Wither Skeleton. Một cái nữa, một cái que nữa. 8 cái xong. Búp, tạm biệt. Tạm biệt khu này. Chúng ta đi qua bên Bastion để đổi đồ nào. Hello Bastion. Wait, này có thể là Retro Bastion đó mọi người. Boom boom boom. Đây có đồ ăn ngon. Bỏ đốc vàng không cần thiết. Bạn ơi, xuống lấy vàng, xuống lấy vàng. Ok. Ôi, xuống. Đúng rồi. Rồi. Xong, đã đến lúc để coi coi mình có được bao nhiêu món rồi. Cho mình cái con mắt cái đi nhờ. 16 con mắt bên này luôn. Ngon. Còn thêm không? Hết rồi. Thôi kệ, 16 cũng là đủ rồi. Tạm biệt, một hit con rồng rồi. Kỳ này con rồng vậy là chết rồi. Ra sa mạc hả? Sao ngon vậy ta? Đổi hết cái đống này qua luôn. 16 cột. Boom. Ui, chúng ta chỉ mới khoảng tầm 3.000 block khỏi spam thôi, nên là chúng ta không đi xa lắm đâu. Mình nghĩ chúng ta đang ở khá là gần đấy. Tiến về bộ hương. Ui, nhưng là anh kia. Đi tiếp. Không phải đi hướng này. Làm ơn đừng ai đánh mình hết. Vẫn đi tiếp. Có vẻ từ cái chỗ hồi nãy chúng ta ra chỗ này hơi bị xa đấy. Để coi. Ui, what? Hả? Nó gì mới xuống đây đúng không? Oh my. Ok, nó xuống đây. Trả mình con mắt. Đúng rồi, xuống. Hello, mình xuống rồi nè. Một cái pha đi xuống thẳng dưới đây thật là xịn sò. Rồi, xong. Cái này thì mà tìm cái cổng là hơi bị sướng luôn còn gì nữa. Đập phát là ra luôn mà. Wow, bay luôn cả sách nữa. Trời ơi, game là dễ. Ở đâu ta, sao nãy nó ngay đây mà mình không biết ta. Nó sau lưng mình mà. Vai cà trưởng. Oh my god, nó phá luôn cái. Các bạn cho mình một lời giải thích được không? Các bạn không biết gì hết đâu nhá. Các bạn sẽ không biết gì đâu nhá. Không thấy gì hết nhá. Các bạn chưa thấy gì đi. Coi là chưa thấy gì đi nhá. Cái cổng kia chơi. Oh my god. Không có con mắt nào à. Rồi để mình làm cái con mắt này vào. Rồi boom. Đi vô luôn. Yes. Wow. Tới đây thật là nhanh gọn. Kỳ lạ nhỉ. Hello Ender Dragon. Giáp mình có sức bạn là 1 triệu lần. Ok để mình đi lên trên đây. Đây kết thúc game nhanh gọn nè. Các bạn thấy đây là cái quả kết thúc game nhanh nhất từ trước đến giờ các bạn chơi Minecraft. Ok lên đây. Hello Ender Dragon. Ok làm ơn che lại. Mình không có muốn gặp mấy cái máy bắn đâu nha. Ok Ender Dragon mình ở đây này, tới đây đi. Ôi nó, mình thấy nó nhìn mặt mình rồi chứ mà chưa kịp đánh nữa nó tông mình nó chết luôn. Dơ vậy.